đó, nó trượt đấy, nó trượt, treo dây ngon hơn. Vậy em phải treo cái dây vào đây, vào đây. Em chào tất cả anh em nhé, lại một dàn hàng cày bãi lên đường về phục vụ bà con Phú Thiện, Gia Lai, cộng với lại một dàn phay về Eo Hà Leo, Đắk Lắk. Ô, khoảng quá chưa đấy anh? Sợ nó tuột dây ấy. Đầu xe long ở đây rồi. Long kiểm tra cái chỗ anh đặt móc xem là ổn chưa. Chào Tiến Nguyễn nha. Đàn cây năm chảo quá đẹp luôn. Còi mày làm sao bằng còi táo được. Thôi để đây để tháo thôi. Long xa chân ra không là cái dây nó sập đấy. Con này để đây để tháo, còn cho con kia lên. Ấy, đẹp chưa anh em? Năm chảo vật vã luôn. Móc ở giữa nó. Không không, anh khoạc thẳng vào cái nóc kia. Cái kia đấy luồn qua cái chỗ dây ấy. Luồn qua cái trên ấy. Không, đây. Đây chập vào đây luôn. Đấy. Đấy không, anh treo luôn vào đây, anh treo lên đây là lên. Bên đấy nó, bên này nó nặng hơn. Thank you.
xe thì em đang chờ đây để bốc hàng. Con này lên luôn nhanh. Em chào anh Vũ Hồng Cảnh nhé. Có thể nói rằng là một chiếc quay quá đẹp luôn. Đắt. Cho ra đi anh ơi, cho ra đi thấp, cho ngắn xuống. Đẩy vào thoải mái anh. Cậu luôn đi anh. Vướng chứ. Tí nữa em mà cho xe vào đấy. Anh nghỉ rồi đi. Thế thì cho ra luôn đi.
Cái phay này một chỗ này.
cái bé bé đấy, tưởng nhẹ mà nặng phết đấy. Khoảng 30 phút nữa tôi sẽ về đi. Thank you.
này vào trong, đồ này ra ngoài đó đã. Đi sắp xếp cái đồ khác. Ôi trời ơi. Nhà mình sang hết đường rồi, nó còn dí sát mặt mình. Anh ơi, anh đã hơi từ từ, anh nhấc đầu đâu là nó đập.
yếu lắm tuổi thôi, ở nhà làm gì nó lại khổ ra. Đúng rồi nhá. Bà đi về. Chân nhá, mũi chân đấy. Thank you.
anh Đạt bảo mỗi cái cục đấy bao nhiêu cân? Phải tầm đấy. Cháu nó quay quay nó đứt tay đấy, quay nó ốc nó tì đấy. Thôi giờ đi ra bốc lồng. Không, cái đôi bừa, à cái bừa này thì ấy. Hết rồi. Con này thả ra để lấy chỗ lấy lồng thôi. Hả? Đây cho gác luôn lên cái này. Cái đôi là 128 kia chốc nữa có khả năng chú về là bốc luôn. Bốc luôn mai chú chỉ phải đi thôi. Tạm đấy thôi, tí này sale đi đấy. Chắc không cần nữa đâu Long.
rồi, bốc hàng rồi, bốc hàng rồi. Để chốc nữa anh ơi, ấy là để em cho nó vào càng càng bên này. Đấy, sau chuyến lồng này là về là còn một chuyến nữa đây anh em này, L126 này, L128 này. Đấy. B2420 này. Đấy, B2420 này. Hai con cày 4 chảo này nữa. Đó, một con bừa lăn kia. Để lên đường đi Sóc Sơn và Vĩnh Phúc đây. Mùa màng đến rồi, mải lắm anh em. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì cứ alo cho em. Bất kỳ thời điểm nào. Lồng thì đóng rất là dày dặn chắc chắn đẹp, lồng V vành sắt tròn. Lồng V vành V có hết anh em nhé.